Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Nội dung trọng tâm ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1 môn khoa học tự nhiên 7 của chúng ta có hai phần, đó là phần A lý thuyết và phần B bài tập. Phần nội dung nào các em cần ghi lại mà không xem kịp video thì có thể bấm dừng màn hình để ghi lại nhé. Ở phần lý thuyết, chúng ta có các điểm chính sau. Thứ nhất, phương pháp tìm hiểu tự nhiên. Gồm có 5 bước, và để học tốt môn này, chúng ta cần thực hiện rèn luyện các kỹ năng quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo, viết báo cáo, thuyết trình. Phần nguyên tử, các em cần vẽ được mô hình Rutherford Bohr. Chú ý một số nội dung sau. Electron có ký hiệu là E. Mỗi E mang điện tích âm. Ở các lớp electron thì lớp trong cùng chứa tối đa 2 electron. Lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron. Hạt nhân. Ở hạt nhân thì do proton và neutron tạo thành. Proton ký hiệu là P và mỗi proton mang một điện tích dương. Hạt neutron ký hiệu N không mang điện. Các em chú ý là nguyên tử trung hòa về điện. Còn khối lượng nguyên tử thì được tính theo đơn vị AMU. Phần thứ ba là nguyên tố hóa học. Phần thứ tư là bản tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Thông tin của một ô nguyên tố cho biết số hiệu nguyên tử. Số hiệu nguyên tử này còn cho biết số proton trong nguyên tử đó. Số thứ tự chu kỳ chính là số lớp electron. Còn số thứ tự nhóm là số electron lớp ngoài cùng. Có 8 nhóm A, 8 nhóm B và 7 chu kỳ. Phần thứ 5, phân tử đơn chất hợp chất. Nó có hai dạng phân tử chính là phân tử của đơn chất, tức là những phân tử tạo bởi một nguyên tố hóa học, và phân tử hợp chất là các phân tử tạo bởi nhiều nguyên tố hóa học. Khối lượng phân tử bằng tổng khối lượng các nguyên tử có trong phân tử được tính bằng đơn vị AMU. Đơn chất là chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. Hợp chất là chất được tạo nên từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học. Phần 6 là liên kết hóa học. Trước tiên chúng ta cần để ý tới vỏ của các nguyên tử khí hiếm. Ở ngoài cùng đều có 8 electron, riêng helium chỉ có 2 electron. Sự tạo thành các ion. Kim loại thường nhường electron để tạo ion dương. Phi kim lại nhận electron để tạo ion âm. Và khi tạo ion, thì các ion này, lớp electron ngoài cùng giống với nguyên tử của nguyên tố khí hiếm. Liên kết ion là liên kết được tạo thành bởi lực hút giữa ion dương và ion âm. Liên kết cộng hóa trị là dùng chung electron giữa hai nguyên tử. Ở phần bài tập,
Các em lưu ý, hydrogen H luôn có hóa trị 1, oxygen hóa trị là 2. Khi chúng ta viết công thức hóa học của hợp chất, chúng ta sẽ viết kiểu AXBI, trong đó AB là ký hiệu hóa học của các nguyên tố tạo thành chất, XI là chỉ số, nó là số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong phân tử chất. Nếu chỉ số bằng 1 thì quy ước không ghi. Tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất, chúng ta có công thức. Phần trăm A bằng khối lượng nguyên tử A nhân cho chỉ số X. Tất cả chia cho khối lượng của phân tử AXPI và nhân 100%. Về quy tắc hóa trị, nếu có công thức AXPI, A nhỏ B nhỏ là hóa trị tương ứng của nguyên tố AB. Thì theo quy tắc hóa trị, ta sẽ có đẳng thức A nhân X bằng B nhân Y. Dựa vào đẳng thức này, ta tính được tỷ lệ XY, từ đó suy ra công thức hóa học của hợp chất, sau đó chọn giá trị XY thay vào công thức chung để suy ra công thức hóa học. Như vậy, mình có hai cách viết công thức, một là dựa vào số nguyên tử trong phân tử, và hai là dựa vào hóa trị. Bài tập thứ nhất, silicon có 14 proton, như vậy điện tích hạt nhân là cộng 14. Mình sẽ tiến hành vẽ mô hình, từ đó làm các phần bài sau. Hạt nhân 14 proton, như vậy sẽ có 14 electron. Như lúc nãy chúng ta biết lớp thứ nhất là 8e, lớp thứ nhất là 2e. Lớp trong cùng, lớp thứ hai là 8E, 2 cộng 8 mới có 10 electron, như vậy sẽ còn 4 electron ở lớp ngoài cùng. Lớp trong cùng, lớp thứ hai và lớp thứ ba. Lớp trong cùng có 2E tối đa, lớp thứ hai tối đa có 8E, tổng lại là 10E, như vậy sẽ còn 4 electron ở lớp ngoài cùng. Từ mô hình này chúng ta biết silicon có 3 lớp electron. Số e lớp ngoài cùng là 4. Ở chu kỳ 3, bởi vì nó chỉ có 3 lớp electron. Và ở nhóm 4a, bởi vì lớp ngoài cùng có 4 electron. Bài số 2. Các em đọc đề. CaCl2 là hợp chất vì phân tử có hai nguyên tố tạo thành, đó là calcium Ca và chlorine Cl. Ví dụ tiếp theo O3 là đơn chất vì phân tử được tạo thành chỉ gồm một nguyên tố là oxygen O. Các em làm những chất còn lại nhé. Bài 2, các em đọc đề. CaCl2, phân tử này có một nguyên tử Ca và hai nguyên tử Cl. Vậy khối lượng phân tử này, chúng ta sẽ lấy khối lượng của một nguyên tử Ca cộng với khối lượng của hai nguyên tử Cl là 35,5 cộng 35,5. Hai cái giống nhau, chúng ta đặt nhân tử chung là 35,5 nhân 2. Kết quả là 115 AMU. Tổng phần trăm của các nguyên tố trong một hợp chất là bằng 100%. Như vậy, để tính phần trăm Cl, chúng ta có thể lấy 100% trừ cho phần trăm nguyên tố Ca. Số 1 này là chỉ số của Ca.
Theo công thức lúc nãy chúng ta mới vừa tìm hiểu, để tính phần trăm nguyên tố A thì lấy khối lượng nguyên tử A nhân với X là chỉ số của nguyên tố A, nhân trăm phần trăm rồi chia khối lượng phân tử. H2S các em sẽ về nhà rèn luyện. Đặt công thức của potassium oxide là KXOE, K hóa trị 1, O hóa trị 2. Như vậy, theo quy tắc hóa trị, ta có 1 nhân X bằng 2 nhân Y. Từ đó, chúng ta có thể suy ra X trên Y bằng 2 trên 1, tức là bằng 2 phần 1. Rồi, chọn X bằng 2, Y bằng 1. Thay vào đây, công thức của potassium oxide sẽ là K2O, chỉ số là 1, chúng ta không viết. Phần này các em về nhà rèn luyện nhé. Các em ôn kỹ phần lý thuyết, tập làm trong sách bài tập và làm các dạng bài tập trong tổ ôn tập. Chúc các em ôn tập và làm bài thật tốt. Thân chào tất cả các em.